Lôi nhau vào đi. Đấm mạnh vào, ai lại đấm cái kiểu thế? Đấm. Ngồi vào đấm cho bố nào. Nó đấm lên cho bố nào. Ra ra để em đấm lên cho bố. Nhìn nào, nhìn em đấm lên cho bố này. Nào. Đấm cái kiểu gì mà nhẹ nhàng thế? Đấy. Thấy chưa? Đấy. Mẹ, sẽ có. Đấy, ôi. Bố nó sướng không? Sướng. Sướng mà nghe giọng ở à thế à? Nói giọng hạnh phúc mà. Giọng phê luôn à? Đang phê à? Nào, gấu đấm nào. Gấu đấm mạnh lên nào. Ai đấm kiểu nữ tính thế? Tát thì đang ok. Ừ, ui giời đây còn bóp vai kìa. Ui, bóp vai. Rất cao mình. Em mất vai cho bố sướng à. Nào. Nào, đấm lưng nào. Nào, đấm lưng nào. Gấu, gấu không cắn mông anh. Cái thằng này. Nào, đấm lưng cho bố nào. Đấy. Sướng mà xuống. Đấy. Bố bảo là sướng mà xuống. Sướng. Bố bảo là sướng. Con bảo là sướng. Sướng như đấm cái gì bố? Bố sướng mà. Bố là sướng. Nào, gấu thay phiên anh đấm đi con. Ngồi lên. Ngồi lên đấm. Thật lực vào. Đấm thật lực vào. Đấy. Rồi. Đấy, đấy. Đấy. Vừa, vừa. Đấy. Cảm ơn không? Đấy, cái. Đấm đi, đấm đi. À, đứng lên dẫm vào lưng bố cho bố đỡ mỏi à. Gì? Nào, không nghịch. Đấm cho tử tế nào. Đấy, ôi giời. Ôi giời, đấy. Em gấu, đấy. Đấm mà, nhanh lên. Đấm nhanh còn đi ngủ nào. Để con đấm bố. Đấm lưng nào. Đúng rồi, đấy, hai anh em hợp lực đấm. Ủa, sướng quá. Ui, ui, ui. Ấy. Ai. Ôi cải, ai bắt trước em vậy? Con làm gì còn răng nữa mà cắn. Cắn búa, cắn búa, cắn búa. Thế có đấm lưng nhau không vậy? Bố khỏe, bố mẹ, bố đó mẹ chưa? Mẹ kêu bố. Cái tê là cái tê cái gì? Con hỏi bố đỡ mệt chưa đây? Bố đỡ rồi. Có cần con dẫn thêm vài phát nữa không? Sướng lắm. Sướng rồi. Mẹ sướng mẹ. Làm ánh mặt trời đi. Làm ánh mặt trời đi. Ánh mặt trời mà. Mặt trời kia kìa. Cố nằm gọn vào với anh này mẹ chú cho kiểu bao của con à. Ánh mặt trời.